kéo bà đi Tùng, kéo hello, bà hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Hôm nay lại một lô xe mới về cho anh em ha. Đây, mới về thì mình cập nhật cho anh chị bạn luôn. Có Vision này, có Lick này, có AB này, có nhiều dòng khác ha, có Wayfa này. Rồi xe 50 nữa xe đi làm nữa này. Thì địa chỉ là 497 A Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, Dị An, thành phố Giang, Bình Dương. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có chị Hà, sửa trợ giới thiệu mình chị Hà. Hello, chào mừng tất cả anh chị em và các bạn nhé. Xe em hôm nay lại về trong mưa luôn đây cả nhà thân yêu này. Đấy, đầu tháng đầu tuần xe về rất nhiều luôn nhá. Em và Việt tiếp tục like cập nhật giá cho anh chị em mình này. Các anh chị đang quan tâm đến mẫu xe nào thì bớt chút thời gian ghé tham quan mua sắm mua em nhé. Bên cửa hàng em là có mua bán, có trao đổi, có hỗ trợ trả góp và có hỗ trợ ship xe. Và ngay bây giờ đây là trời đang mưa thì đang phải che dù, che mưa, che nón để like xe. Vâng, các anh chị vào xem like nhớ cho em một vài like chia sẻ ủng hộ nha anh chị em mình nhé. Em đi like cập nhật giá xe, địa chỉ của em thì vẫn là 497A Nguyễn Tri Phương, Dị An, Bình Dương. Em cách cầu vượt Linh Xuân và cầu vượt Sóng Thần 1,5 km thôi nha anh chị em mình. Hiện tại trời đang mưa nên em và Việt like nhanh một chút nhá. Các anh chị xem like thì anh chị em mình xem hết video dùm em nha. Đây, hôm nay cũng rất về rất nhiều xe đẹp đây. Em có chiếc Vision màu đen nhám này. Đẹp tuyệt vời luôn nha anh chị em mình nhá. 2017 này. Biển số 70 Tây Ninh. Màu đen nhám cực kỳ đẹp luôn. Ai kết chốt nha anh chị em mình nhé. Liền lạc cứng cáp máy móc êm rin cho anh chị em mình nè. Bán anh chị em mình với giá là 18.900.000 đồng thôi nhé. 18.900.000 cho một chiếc Vision màu đen nhám khá đẹp luôn. Rồi bên này có Way A này. Vâng, dòng xe siêu tiết kiệm xăng đây anh chị em mình này, gọi là dòng xe kinh tế Way Alpha 2020. Biển số 63 Tiền Giang nha anh chị em mình nhé. Máy móc êm rin em bán anh chị em mình với giá là 12.900.000 đồng. Ai thích nhà nô năm rẻ tiền này anh chị em mình này, màu trắng xanh GB 2014, biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh, chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 8.500.000 đồng. Em rồi. Em có mấy chiếc Vision màu rất chi là đẹp và dễ thương luôn anh chị em mình này. Vision biển số 61 Bình Dương nha anh chị em mình nhé. Đấy, màu xám lông chuột cực kỳ đẹp luôn, hoặc là gọi là xám xi măng. Đấy, xe đẹp, máy móc êm zin. Em bán anh chị em mình với giá là 18.900.000 đồng luôn. Ai chết chốt ủng hộ em này. Ai thích xe số mình lấy xe số nữa này. Quay Black 2016-17, biển số 94 Bạc Liêu, máy móc êm zin, bánh mâm thắng đĩa. Em bán anh chị em mình với giá là 9.800.000 đồng. 9.800.000 cho một chiếc xe Quay Black nha anh chị em mình nhé. Rồi. Vâng, lại là một chiếc xe Vision màu xám xi măng nữa đây anh chị em mình nè. Biển số 61 Bình Dương luôn này. 38068, phát lộc phát tài nè. Biển số đẹp quá. Đấy, biển số đẹp đây, rước thần tài đi anh chị em mình nha. Vâng, chiếc này bán anh chị em mình 19.300.000 đồng. 19.300. Xe cực kỳ đẹp, máy móc êm zin nha anh chị em mình. Ai kết chốt nhá. Rồi, con này có Vision nữa này. Ai thích Vision khóa thông minh mình chốt em này này. 2019-2020 luôn. Phiên bản khóa thông minh cao cấp nha anh chị em mình nhá. Biển số 95 Hậu Giang. Chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 21.900.000 đồng. 21.900. Vâng, 21.900 cho một chiếc Vision nha anh chị em mình. AB màu cam đen. AB màu cam đen 2010. FI full xăng điện tử lên Thái nha anh chị em mình nhé. Biển số 55 thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay em chốt đơn bán chiếc AB này cho anh chị em mình với giá 15.900.000 đồng. 15.900. Vâng, 15.900.000 đồng cho một chiếc xe AB 2010 FI full xăng điện tử khá là đẹp luôn. Ai kết chốt nha anh chị em mình nhé. Tiếp tục con AB đặc biệt này mọi người. Vision phiên bản đặc biệt màu xanh nhám 2022 nha anh chị em mình. Chạy 8.000 cây, biển số 71 Bến Tre. Chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 26.900.000 đồng. Ai kết chốt nha anh chị em mình nhé. Vâng, ngay ít tiền hơn mình lấy chiếc Luviat. Xe Luviat bình xăng cơ này. Luviat bình xăng cơ này chỉ có 7.500.000 đồng thôi nha anh chị em mình. 7.500.000 đồng cho một chiếc xe Luviat bình xăng cơ biển số 99. Rồi. Vâng, em mới về một chiếc xe Lít 2019 khóa thông minh cao cấp màu đen nhám biển số 71 Bến Tre. Chốt đơn bán anh chị em mình với giá 22.500.000 đồng cho một chiếc Lít 2019 cực kỳ đẹp luôn nha anh chị em mình nhá. Ai kết chốt nhá. AB đen nhám 2018-19, biển số 67 An Giang nha anh chị em mình. Đấy, màu đen nhám luôn là màu hot nhất của tất cả các dòng xe. Biển số 67 An Giang khóa thông minh.
chốt đơn bán anh chị em mình 22.900.000 đồng, ai kết chốt nha anh chị em mình nhé. Bên này có cấp. Xe cấp 50 anh cài số 1, đường là đường nhựa anh phóng như bay, 9.500.000 đồng, hôm nay bán 9 triệu cho mọi người luôn, 9 triệu luôn. Cấp 50cc biển 61 Bình Dương nhé. Angola. Vâng, Angola 50cc này, biển số 83 Sóc Trăng, màu đen nhám nha anh chị em mình nhé. Bán anh chị em mình 9.800.000 đồng. Novo 5. Và đây một chiếc xe Novo 5 biển số 85 Bình Thuận, em bán anh chị em mình 7.900.000 đồng thôi nhé. Rồi. Đây em có một chiếc xe Way Alpha cực kỳ đẹp luôn này, máy 100 2009, biển số 86, em bán anh chị em mình 9.300.000 đồng. Anh chị em gần, ở gần thì bớt chút thời gian ghé xem xe, anh chị em ở xa chụp hình màn hình gửi Zalo dùm em nhé, số điện thoại của em 0971067169 để biết thêm chi tiết nha cả nhà thân yêu. Tiếp tục còn vâng, ai ít tiền hơn nữa mình lấy chiếc xe Novo 4 nha anh chị em mình. Novo 4 2011, máy móc êm zin màu trắng đen, biển số 61 Bình Dương, em bán anh chị em mình 6.500.000 đồng. 6.500. Rồi, kết chốt nha anh chị em mình nhé. Vision màu đỏ nè. Vâng, Vision màu đỏ tươi trước màn hình tất cả anh chị em mình này, 2017 luôn, biển số 67 An Giang màu đỏ tươi, em bán anh chị em mình 18.900.000 đồng luôn nha anh chị em mình nhé. 18.900. Đấy. Trong nhà thì còn bên quá trong đang xe còn luôn. Rất nhiều các mẫu xe này, anh chị em tiếp tục theo chân em và Việt cập nhật hết những dòng xe đang có tại cửa hàng cho mọi người nhé. Đấy, xe thì còn rất nhiều luôn, anh chị em đừng rời màn hình nha, tiếp tục theo chân em và Việt này. Đây, số ga côn bên em đều có này. Một chiếc xe Winner V1 150 nha anh chị em mình nhé. Biển số 84 Trà Vinh, em bán anh chị em mình 16.500.000 đồng thôi. 16.500. Rồi, AB màu đây, đỏ đen. Chiếc xe B đỏ đen 125 FI full xăng điện tử mới về đội này anh chị em mình này. Biển số 94 Bạc Liêu, em bán anh chị em mình với giá là 15.900.000 đồng. 15.900. Ai kết chốt nha anh chị em mình nhé. Tiếp tục Vision. Vision biển số 73 Quảng Bình 2018, em bán anh chị em mình với giá là 19.300.000 đồng. Vision 2016-17 biển số 69 Cà Mau, em bán anh chị em mình với giá là 18.500.000 đồng. Rồi. Và đây chiếc xe Novo 6 2016 biển số 48 Đắk Nông, bán anh chị em mình với giá là 11.500.000 đồng. 11.500. Ai kết chốt nha anh chị em mình nhé. Rồi, S21 này mọi người. S21 con này thì nhiều người thích lắm này, không biết có duyên với ai này. Anh chị em nào có duyên với em mấy chốt đơn nè. 2018 FI full xăng điện tử phiên bản khóa thông minh cao cấp, màu xám bạc rất chi là đẹp nha anh chị em mình nhé. Vâng, chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 37.500.000 đồng. 37.500. Anh chị em rồi, nào lấy xe tại cửa hàng em bớt lộc lá, ai ship xe về thì bao phí ship nha anh chị em mình nhé. SH cao 150 lên full ý luôn anh chị em mình này, biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh, em bán anh chị em mình với giá là 44.500.000 đồng. 44.500. Từ năm nha anh chị em mình nhé. SH cao, ai nhiều tiền hơn mình lấy chiếc SH cao 2020 ABS chạy 5.900 cây, biển số 61D2 thành phố Dĩ An Bình Dương, em bán anh chị em mình với giá là 82 triệu đồng thôi. 82 giá triệu. Cực kỳ yêu thương luôn. Rồi, SH móc màu đỏ đen. Vâng, S-Mod màu đỏ đen 2017 này, khóa thông minh cao cấp, biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh, em bán anh chị em mình với giá là 34.900.000 đồng thôi nha anh chị em mình nhé. Tiếp tục mod màu xanh nhám này nè. Vâng, chiếc S-Mod màu xanh nhám trước màn hình tất cả anh chị em mình này, biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh, chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 29.900.000 đồng thôi nha anh chị em mình nhé. Vâng, Vario 2020 chạy 10.000 cây, biển số 79 Nha Trang Khánh Hòa, bán anh chị em mình 30.500.000 đồng. Và 2023 biển số 95 Hậu Giang, bán anh chị em mình 28.500.000 đồng nha anh chị em mình nhé. Ok. Đấy, anh chị em mình ở gần thì nhanh chân bớt chút thời gian ghé xem xe nhé, lựa rồi, chọn cho mình những chiếc xe đẹp phù hợp với tiền. À quên, Vario này. Cái này là Vario nha anh chị em mình, Vario 125 phiên bản 2020, bọc keo nguyên con và khóa thông minh cao cấp, em bán anh chị em mình với giá là 28.500.000 đồng thôi. 500. Ai kết chốt nha anh chị em mình nhé. Lia. Lia là 22 năm, khóa thông minh 2018-19. Rồi, cái này Vision là Vision 2023 chạy 2.800 cây. Phiên bản thể thao. Phiên bản thể thao cao cấp, bán anh chị em mình 32.900 nha anh chị em mình nhé. 32.900 đồng. Ngồi kia khá mắc đó nha mọi người. Biển số 61 Bình Dương,
xe cực kỳ đẹp luôn, chạy 2.800 cây, hai chìa khóa zin theo xe. Đấy, ai kết chốt đơn nha anh chị em mình. Rồi AB 125. AB 2021 125 màu trắng đen, biển số 60 Đồng Nai. Chốt đơn bán này chị em mình với giá là 29.500.000 đồng nha anh chị em mình nhé. Rồi Vario 150 màu đen. Vario 150 màu đen nhám, biển số 37, thành phố Vinh, Nghệ An. Em bán này chị em mình 29.900.000 đồng thôi. 29.900. Màu đen trắng nhám đỏ. Rất là đẹp. Vario màu trắng đỏ 150 2021. Em bán này chị em mình với giá là 31.500.000 đồng. 31.500. Ai kết chốt nha anh chị em mình rồi, nhé. AB màu bạc. AB màu xám bạc, biển số 36, thành phố Thanh Hóa này. Xe này inox vào rất nhiều luôn nha anh chị em mình nhé. Con này đẹp mới gần luôn. Như mới len keng luôn. Đấy, đẹp keng luôn, khóa thông minh 2019. Giá cực kỳ yêu thương luôn này, 22.900.000 đồng. Đấy, một chiếc xe AB siêu cọp luôn nha anh chị em mình nhé. Ai kết chốt nhé. Tiếp tục Vario 150. Vario 150, biển số 62, Long An. Bán này anh chị em mình với giá là 29.500.000 đồng. Ai kết chốt nha anh chị em mình. Anh em nào có nhu cầu mua thì mình cứ ghi tới cửa hàng á, hoặc là mình ở xa thì cứ liên hệ với chị Hà để chị Hà ship á. Thì anh chị em mình cứ vào Zalo cho em xin một tin nhắn nhé. Vâng, một chiếc xe Exide này là mờ mắc cân, phiên bản 2021 nha anh chị em mình. Màu cam đen siêu cọp luôn này, biển số 83 Sóc Trăng. Em bán này anh chị em mình với giá là 24.500.000 đồng. 24.500. Hàng nhập nha anh chị em mình nhé, hàng có giò đạp, hàng mắc cân nhé. Đấy, ai kết chốt màu cam đen rất đẹp luôn, biển số 83 Sóc Trăng. Future LED. Đây là Future LED, màu đen nhám, biển số 61 Bình Dương này. Em bán này anh chị em mình với giá là 21.500.000 đồng. Tiếp tục con này. Vâng, chiếc màu đỏ đen này 2020, biển số 59, thành phố Hồ Chí Minh. Em bán này anh chị em mình với giá là 23.500.000 đồng. 23.500. AB màu đỏ đen. AB màu đỏ đen trước màn hình tất cả anh chị em mình này. Đấy, xe này 2017 nha anh chị em mình nhé, cực kỳ đẹp luôn này. Biển số 67 An Giang. Chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 20.500.000 đồng. 20.500. Tiếp tục màu AB xanh. Màu xanh bạc, biển số 93 Bình Phước. Em bán anh chị em mình với giá là 19.800.000 đồng. 19.8. 2016-17 nha anh chị em mình nhé. AB màu đen. Vâng, AB màu đen xám, biển số 94 Bạc Liêu, 2017, 2005 nha anh chị em mình nhé. Xe cực kỳ đẹp, đèn LED cao cấp, đồng hồ điện tử này. Còn bên vâng, này chiếc là màu đỏ đen. Xám này, biển số 84 Trà Vinh, 2005 cho mọi người luôn này. Xe cực kỳ đẹp, máy bóc bao êm zin cho mọi người luôn này. Vâng, chiếc này biển số thành phố Hồ Chí Minh, màu trắng xám. Em bán anh chị em mình với giá 2005 luôn nha anh chị em mình nhé. 2005. Tiếp tục vâng, màu chiếc xanh màu bạc. Xanh bạc này 19.8, biển số 69 Cà Mau này. Ai kết chốt nha anh chị em. Cam đen. Cam đen 2005 luôn, biển số 67 An Giang. Trắng đen 20.300.000 đồng. Đó. Biển số 84 Trà Vinh. Đấy, anh chị bạn nào mà thích cái mẫu này cứ tới lựa thôi, nó đúng màu luôn á. Mẫu này hôm nay là em đúng rất chỉ là nhiều màu luôn này. 2 4 6 8 10 11 12 em luôn á. Nhiều lắm nha anh chị. Có mấy con AB đen nhám màu mới bán hết à? AB đen nhám màu mới à, bán hết rồi, còn nó còn màu trắng đó thôi. Rồi. Exide 150 đây anh chị em mình nè. Exide 150 mà giá thì cực kỳ yêu thương luôn này. Chỉ có 16.500.000 đồng thôi, 2017, máy móc êm zin, biển số 76. Vâng, một chiếc xe Winner X trước màn hình tất cả anh chị em mình này. Xe này ABS nha anh chị em mình nhé, biển số 93 Bình Phước. Em bán anh chị em mình với giá là 18.900.000 đồng luôn. 18.900. Exide 150 màu xanh bạc, biển số 59, thành phố Hồ Chí Minh. Em bán anh chị em mình với giá là 17.500.000 đồng thôi. Ai kết chốt nha anh chị em mình nhé. Rồi, vâng, chiếc nít màu xanh nâu trước màn hình tất cả anh chị em mình này, biển số 59, thành phố Hồ Chí Minh, 2015. FE full xăng điện tử, em bán anh chị em mình với giá là 16.500.000 đồng. 16.500. AB màu đỏ đen. Vâng, chiếc AB này mới về đội luôn anh chị em mình nhá, biển 61 Bình Dương này. Em bán anh chị em mình 2005 luôn, 2005. Đỏ xám đen 3 màu phối hợp cực kỳ đẹp luôn. Rồi, Vision 2020, biển số 69, Cà Mau, khóa thông minh cao cấp. Em bán này chị em mình với giá là 22.500.000 đồng. 22.500. Basic. Vâng, màu Basic 2011 8. Màu xám bạc, biển số 60 Đồng Nai. Em bán này chị em mình với giá là 18.500.000 đồng. 18.500. Còn Lit. Vâng, Lit 2018, biển số 61 Bình Dương, màu trắng đen. Em bán này chị em mình với giá là 21.900.000 đồng. Ai kết chốt nha anh chị em mình nha. AB màu đen nhám nè mọi người. AB đen nhám 2015, biển số 47 Đắk Lắk. Em bán anh chị em mình 16.300.000 đồng. 16.300.
tiếp tục AB đỏ đen. AB đỏ xám đen 3 màu phối hợp, biển số 95 Hậu Giang, bán anh chị em mình 20.500.000 đồng. Ai kết chốt nha anh chị em mình nha. Bên này lít tiếp. Vâng, chiếc lít màu trắng sữa chính chủ bao công chứng 22.900.000 đồng, khóa thông minh cao cấp, biển số 38 Hà Tĩnh nha anh chị em mình nha. Okay. Ai kết chốt nhé. Rồi, bên này thì có quay black này. Quay black màu cam đen, bánh mâm thắng đĩa khá là đẹp luôn anh chị em mình ơi. Biển số 61 Bình Dương nhé. Em bán anh chị em mình với giá là 11.500.000 đồng. 11.500. Quay Alpha. Vâng, quay Alpha 2019-20 luôn, biển 61 Bình Dương. Em bán anh chị em mình với giá là 12.500.000 đồng. Và đây chiếc màu xanh xám, biển số 36-2020. Em bán anh chị em mình với giá là 12.500.000 đồng. Ai kết chốt nha anh chị em mình nhé. Vision đen nhám, biển số 36-2018. Cực kỳ đẹp luôn nha anh chị em mình. 19.300.000 đồng. 19.300. Vâng, Vision màu đỏ đen, biển số 70 Tây Ninh này. Bán anh chị em mình 19.500.000 luôn này. Tiếp tục. Vision đen nhám, biển số 62 Long An, 19.500 luôn nha anh chị em mình nhé. 2018 cực kỳ đẹp nhé. Còn bên này là màu xanh nhám. Vâng, này màu xanh nhám 2017, biển số 84 Trà Vinh. Này màu xanh lá cây rất chi là đẹp luôn này. 18.300.000 đồng cho anh chị em mình này. Rồi, Vision màu đỏ nữa. Vâng, Vision màu đỏ tươi, biển số 62 Long An, 2020, khóa thông minh cao cấp nha anh chị em mình nhé. Bán anh chị em mình 22.000.000 đồng. Cực kỳ đẹp luôn, máy móc êm zin. Vâng, Vision màu trắng sữa, biển số 62 Long An, 2017, bán anh chị em mình 18.900.000 đồng luôn. Vision màu xanh đen, biển số 84 Trà Vinh, bán anh chị em mình 18.900.000 luôn nhé. Ủa, chiếc lít này cọc rồi mà sao nó đến đây ta? Chiếc lít này là cọc rồi nha anh chị em. Chiếc này Grander màu trắng đen, biển số 71 Bến Tre này. Đấy, xe cực kỳ đẹp 2016, em bán anh chị em mình với giá là 16.500.000 đồng. 16.500. Ai kết chốt nha anh chị em mình nhé. Này là màu Grander màu vàng ánh kim. Cực kỳ đẹp luôn, biển 61 Bình Dương, xe này chính chủ bao công chứng luôn, bán anh chị em mình 16.500.000 đồng. 16.500. Rồi. AB cam AB. Đen này, AB đỏ đen này, 125 FI phun xăng điện tử này anh chị em mình này. Biển số 67 An Giang nhé. Em bán anh chị em mình với giá là 16.300.000 đồng. 16.300. Cam đen rất đẹp này. Đỏ đen biển số 64 Vĩnh Long, em bán anh chị em mình 15.500.000 đồng. 15.500. Vision màu trắng này. Vision màu trắng đen, biển số 62 Long An, em bán anh chị em mình 18.900.000 đồng. Rồi, Vision màu cũ nha anh chị em mình nhé. 2013-14 này. Màu trắng nâu rất đẹp luôn. Biển số 67 An Giang. Em bán anh chị em mình với giá là 12.900.000 đồng. Tiếp tục con này. Và chiếc màu đen bóng, biển số 61 Bình Dương, em bán anh chị em mình 11.900.000 đồng. Vision đỏ đô, biển số 38 Hà Tĩnh, bán anh chị em mình 11.900.000 đồng luôn. Cực kỳ đẹp nha anh chị em mình nhé. Rồi, Vision nữa này. Vision đỏ đô, biển số 86, bán anh chị em mình 12.500.000 đồng. 12.500. Ai kết chốt nha anh chị em mình nhé. Rồi, con E-Blood. E-Blood này khách cọc rồi. Cọc luôn hả? AB. AB 2010 FI phun xăng điện tử anh chị em mình này. Màu đen bạc rất chi là đẹp luôn. Biển số 54 Thành phố Hồ Chí Minh, bán anh chị em mình 13.300.000 đồng. Okay. Vâng, màu AB đỏ. Màu đỏ bạc, biển số 59 Thành phố Hồ Chí Minh này. Em bán anh chị em mình 13.500.000 đồng. Okay. Ai kết chốt nha anh chị em mình nhé. Rồi, đây chiếc E-Mlub rẻ tiền đi làm này anh chị em mình này, giá chỉ có 7.900.000 đồng thôi. 7.900. E-Mlub 125 FI phun xăng điện tử, biển số 68 Kiên Giang nha anh chị em mình nhé. Bán anh chị em mình với giá là 7.900.000 đồng. Ai kết chốt nha anh chị em. Novo. Noza FI phun xăng điện tử nhỏ nhắn xinh xắn, biển số 60 Đồng Nai. Em bán anh chị em mình 10.800.000 đồng luôn. Máy này mấy chị em mà nhỏ nhỏ con á. Nhỏ nhỏ con đi rất là ok luôn này. Chạy rất là ngon luôn nha anh chị em mình nhé. Rồi, tiếp tục. Noza biển số 61 Bình Dương, em bán anh chị em mình 10.700.000 đồng. 10.700. Và Noza màu hồng tím này, biển số 67 An Giang, 10.700.000 nha anh chị em mình nhé. Ai kết chốt nhé. Tiếp tục con màu Noza màu trắng đen, biển số 62 Long An, 10.900.000 đồng. Lubias FI. Lubias FI phun xăng điện tử, biển số 69 Cà Mau. Bán anh chị em mình 10.900.000 đồng luôn. Đấy. Bên này có anh cái xe 50 quan tâm chốt đơn nhé. Đây là một chiếc xe Kimco Taiga 50cc nha anh chị em mình. Cho con em mình đi học đi làm không cần bằng lái này. Biển số 61 Bình Dương.
Em bán anh chị em mình với giá là 11.700.000 đồng. 11.700. Anh dòng này đi sướng lắm nha, xe nó là hãng đó nha mọi người. Hãng Kimco nha. Đúng anh rồi. Chị em mình chạy rất chi là ngon nè. Rồi Novo 6. 6 nha anh chị em mình nha, biển số 67 An Giang. Em bán anh chị em mình với giá là 11.800.000 đồng. 11.800. Còn bên này. Và đây chiếc Novo 6 màu đỏ đen, biển số 62 Long An. Bán anh chị em mình 11.800.000 đồng 11 luôn. 8. Ai kết chốt nha anh chị em rồi. Mình nhé. AB đen nhám 2019, biển 67 An Giang, khóa thông minh cao cấp 22.900.000 đồng. Vision thì Vision. 26.900, AB này là 15.900. Vision này 18.900 và Surus Fi full xăng điện tử 2019. Biển số 93 Bình Phước, em bán anh chị em mình 11.500.000 đồng. Vision này là 21.900, 2019-20, khóa thông minh nha anh chị em mình nhé. Ai kết chốt nhé. Đấy, Novo 5 thì 8.500.000. AB à, Vision xám xi măng cực kỳ đẹp luôn, 19.3, 18.9. Đây có da nớt màu đen nhám rất đẹp luôn này anh chị em mình. Da nớt màu đen nhám đẹp tuyệt vời luôn này, khóa thông minh cao cấp. Em bán anh chị em mình với giá là 15.900.000 đồng. 15.900. Biển số 68 Kiên Giang nha anh chị em mình nhé. Màu đỏ nhám. Da nớt màu đỏ nhám, biển số 93 Bình Phước này. Em bán anh chị em mình 13.900.000 đồng. Rồi, con này. Và đây chiếc Click 2010, biển số 48 Đắk Nông. Bán anh chị em mình 9.200.000 đồng. Quay Black 9.800. Quay Alpha 12.900. Đấy, xe thì còn rất nhiều luôn mình ngay chị này. Ok, mình qua tới cửa hàng 2 á. Bên này thì không nhiều xe đâu anh em. Đợt này thì bán nhiều á. Bán nhiều lắm cho nên bên này cũng còn ít xe này. Có luôn mọi người. Có bao nhiêu anh chị em mình ủng hộ em bấy nhiêu nha. Đây em có chiếc Vision 2012, biển 67 An Giang này. Giá cực kỳ yêu thương cho anh chị em mình luôn này. 11.900.000 đồng thôi nha anh chị em mình nhé. 11.900. Và một chiếc xe Surus Fi, biển số 68 Kiên Giang này. Bánh mâm thắng đĩa Fi full xăng điện tử, khá là đẹp luôn, máy móc êm zin. Em bán anh chị em mình 10.900.000 đồng thôi nhé. 10.900. Đây chiếc AB 2010, Fi full xăng điện tử, biển số 61 Bình Dương nha anh chị em mình. Em bán anh chị em mình với giá là 12.900.000 đồng thôi. 12.900. Số 61 Bình Dương nha anh chị em mình nhé. Fi full xăng này. Noza. Noza nhỏ nhắn xinh xắn, biển số 66 Đồng Tháp. Em bán anh chị em mình với giá là 10.700.000 đồng thôi nhé. Rồi. Và đây chiếc Grander màu đen bóng, biển 70 Tây Ninh, 2016. Fi full xăng điện tử 125 nha anh chị em mình nhé. Em bán anh chị em mình với giá là 15.900.000 đồng. Rồi AB. Ai ít tiền hơn mình lấy chiếc AB này, bình xăng cơ nha anh chị em mình. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh, AB 2008. Bán anh chị em mình với giá chỉ có 8.900.000 đồng thôi nhá. Ai mua SH này bán luôn. Đang đi nhưng mà bán SH luôn hả? SH này 2018 này, con trai đi đây nhưng mà đang kẹt tiền quá, ai mua bán luôn. Biển 61 Bình Dương này. Xe này cực kỳ đẹp luôn. Mới đi có 8.000 mấy, 9.000 gì đó thôi. ABS nha anh chị em mình nhá. Mẫu này giờ bỏ mẫu rồi mọi người. Dòng xe bỏ đâu. Mẫu này. Siêu cọp luôn này. Đi ăn trống lên phát coi cho nó hoành tráng này. Xe đẹp lắm. Bán anh chị em mình 70 triệu thôi. 70 triệu. 70 mẫu triệu. Này giờ kiếm ra đâu. Mẫu này dòng xe bỏ mẫu mà. Đúng rồi. Ngon lắm. Con này nó mới lắm. Vậy vậy con trai nó thích đi đây mà con trai đã đẹp trai rồi mà lại đi SH nữa. Gái theo thì mẹ lại hơi mệt. Nên thôi bán đi. Bán anh chị em mình 70 triệu, 72 triệu, hôm nay bán 70 triệu thôi nhá. Hôm nay bán 70 triệu luôn. Giảm 2 triệu cho anh chị em mình, bán 70 triệu thôi. Sợ nhiều gái theo con quá, mẹ cũng mệt. Mẹ đang trẻ quá mà làm bà nội sớm cũng hơi mệt đó nên bán đi thôi. Rồi. Ai mua thì ủng hộ nha bà con. Ad 135. Ad 135 này anh chị em mình này, màu trắng xanh GB, khá đẹp, liên lạc luôn, biển 60 Đồng Nai. Em bán anh chị em mình với giá là 12.900.000 đồng thôi nhá. 12.900. Winner X. Winner X thì quá rẻ luôn, chỉ có 18.900, hôm nay bán 18.500 cho mọi người luôn đi. Rồi. Này AB. AB Thái nha anh chị em mình. AB Thái biển số 62 Long An này, 15.500.000 đồng cho anh chị em mình luôn. Anh chị em mà lấy xe tại cửa hàng bán 15 triệu luôn. Trời lớn. Rồi. Luôn. Novo 5. Novo 5 này, 8.500.000 đồng, ai lấy xe tại cửa hàng em bán 8 triệu luôn. 8.500.000 hôm nay bán 8 triệu luôn này. Rồi. Còn xe này 8.900.000 hôm nay bán 7.900.000 cho mọi người luôn này. Đấy, biển 61 Bình Dương nhá. Lít 12 này là lít 110. Đấy, bán 7.900.000 nha anh chị em mình luôn, ai kết chốt.
Hôm nay trống hết nhà rồi. Trống hết rồi, bán hết sạch hết rồi. Đó. Cảm ơn anh chị em rất nhiều nhé, luôn yêu thương đồng hành ủng hộ em. Vâng, thay mặt cửa hàng một lần nữa kính chúc anh chị em mình dồi dào sức khỏe, bình an trên mọi nẻo đường. Ai mua xe thì đến trực tiếp, anh chị em mới gần đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng em này, 497A Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Bình Dương. Em ngay cổng chợ Dĩ An 2, cách cầu vượt Linh Xuân và cầu vượt Sóng Thần khoảng 1 cây số thôi nha anh chị em mình nhé. Gần trung tâm hành chính Dĩ An, gần chợ Dĩ An 1. Và sắp tới nếu không có gì thay đổi là chắc tầm 2 tuần nữa thôi. 2 tuần nữa là em sẽ rời lên cách khoảng 100m, cách đây khoảng 100m nha anh chị em, tới 100m không ta? Hơn. Đấy, khoảng 100m thôi, địa chỉ là 447 Nguyễn Tri Phương. Đấy, cũng ngay Nguyễn Tri Phương luôn. Vâng, cảm ơn anh chị em xa gần rất nhiều nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em mình vào clip tiếp theo.